bị nhốt rồi. Quay chụp đi. Hợn này cứ thấy máy quay đâu có nhìn nhìn hoài. Xin biết ạ. Cú bạn tao quay chưa? Quay tao nhiều nhiều xíu nha, tao thích quay. Quay ta. À, chúng ta đang đi ra ngoài. À, muốn mấy giây rồi. Chúng ta cửa vô. Chung. Đẹp quá trời luôn ta. Vô trọng có thử rồi. Có gì? Hành trình theo là đi với clip chuẩn HD luôn mấy trước vô không nó quay cái kia. Ừ. Chưa hỏi hết quay đầu đi mày cũng lạnh. Anh ơi. Dạ, anh quay anh đứng cho em phỏng vấn anh xíu mà. Dạ, em chào anh ạ. À. Chào em. Dạ, em nhìn anh quen quá, xin lỗi anh tên gì ạ? Tên Mạnh, đi tiếp em. Dạ. Ở này về coi lại, vui lắm trời. Ôi. Chớp cây muốn xỉu luôn á. Đẹp quá. À, anh đâu rồi hả em? Hô. Ừ. Sao bữa đi mà anh mở cửa ta? Bữa nay nó mạnh đi mở. Đâu? Nó ngứa nó gãy bị sờ bông rồi. Đẹp quá ha, nét. Chụp luôn, bấm chụp luôn cái luôn. Ủa chụp xong rồi tiếp được hả? Ừ, chụp luôn quay mà. Đâu? Xích đây nè. Nè. Rồi, cúi xuống. Cúi xuống mới nhìn thấy được. Rớt xuống mới nhìn. Đâu rồi? Hết rồi. Ê, để lại đi. Đứng lại ngang ngang trên cái ơi. Nghe nè. Bốn người nè, đứng ngang nè, chụp một tấm lấy bốn mà. Ê, dùng phan dùng, cứ im dùng, cười cái. Chụp chân nha. Phan nha, từ nha. Xác chưa. 2, 3. Quá đẹp rồi, để ta chụp cho mày. Thôi khỏi đi, không chụp à. Cái này nó kìa. Đâu? Nó vừa đi vừa. Thôi, không được, muốn dậy nha, không được. Ôi, nó bị nó chích hả? Không phải, nó phi tiêu. Phi tiêu mà. À, ông chích. Rồi, nó còn bị bệnh.
nhìn ghê quá. Con này sao nó già quá, chắc nó già nhất chuồng quá. Nó là con đầu đàn. Ừ, đếm nhướng nhướng mày lên á. Đẹp ngon. Ôi ôi ôi. Ở đây này hả? Nó chào Huy cho bạn. Hết pin mày ơi. Pin hết pin. Chết bà hết pin. Làm ăn sống ăn, tắt đi. Tao xài tháng rồi á. Tắt đi, tắt đi. Chứ đi chụp hình.